Em mến chào tất cả cô chú anh chị đã trở lại với kênh của em nha. Anh chị nào là người xem mới mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để cập nhật được những thông tin mới nhất về giá lúa nha anh chị. Thì vừa qua thì em cũng cập nhật cho anh chị về cái giá lúa của mình là nó có lên nha anh chị ha. Mà thật sự thì em đọc những cái bình luận từ các tỉnh anh chị thì em thấy cái tỉnh như là tỉnh Tiền Giang nè, tỉnh Sóc Trăng nè và Kiên Giang á, thì ba cái tỉnh này thì giá lúa mình là em thấy nó có nhích nha anh chị ha. Lúa thì nó nằm khoảng đâu là từ 7.800 cho đến 8.000 nha anh chị ha. Còn những cái tỉnh khác á, ví dụ như Tây Ninh đi và Long An đi, thì em thấy cái giá lúa nó còn thấp nha anh chị ha. Có nơi á, ví dụ như Đức Hòa, Đức Huệ đi, có nơi mà chỉ có là 6.600 hoặc là 6.700 nha. Ví dụ như một bạn tên là Phôi Lê 9339 nè, thì bạn cũng có bình luận là bạn ở Đức Hòa, Long An nè, là giá chỉ có 6.700 thôi đó. Còn một số vấn đề ví dụ như là chính phủ vào cuộc anh chị, ví dụ như là thủ tướng mình vào cuộc á, thì người những anh chị mà bình luận nói á, bây giờ vào cuộc rồi á, thì lúa của mình á, thì nó đã hết rồi, chỉ còn một số lượng nhỏ nào đó thôi. Bây giờ khi mà chính phủ mà vào cuộc á, những người mà có lợi đầu tiên á, đó là những anh vật tư nông nghiệp nha anh chị ha. Tại vì á thì mấy ảnh nghe cái giá lúa lên anh chị thì chắc chắn là cái giá phân thuốc của mình thì nó cũng sẽ lên luôn. Nhưng mà trong cái thời điểm hiện tại bây giờ thì chỉ có một số tỉnh là nó được lên thôi. Và một số tỉnh bây giờ có lên chăng nữa thì người ta cũng đã hết lúa rồi. Người ta không còn lúa nha anh chị ha. Rất là khó cho người nông dân của mình luôn. Trồng lúa thì 3-4 tháng trời thì mình mới có thu hoạch. Bây giờ trồng lúa cũng cả là cả trăm ngày rồi thì mình mới thu hoạch nha anh chị ha. Rồi thôi thì giờ em sẽ tiếp tục em cập nhật những cái giá mà những nơi khu vực khác mà anh chị đã bình luận lên nha. Thì em thấy là anh có anh Nguyễn Văn Thắng nè, 7608 nè, ảnh bình luận là lúa OM18 hôm nay ở Châu Thành Sóc Trăng hiện tại là giá 8.200 nè, Đài Thơm 8 là 8.300 nè, mùng 5 mùng 6 âm lịch là ảnh bán nha. Rồi em cũng cảm ơn anh đã bình luận tích cực ở trên cái kênh của em ha, cập nhật giá cho những anh chị ở Sóc Trăng cùng nắm ha. Rồi tiếp tục là một bạn là Khánh vậy nè, 1927, bạn hỏi là có ai biết là lúa hạt tròn 202 là giá bao nhiêu hay không. Thì giá lúa mà hạt tròn ha, thì hôm qua em có cập nhật ở bên Long An anh chị, thì nó là khoảng đâu là từ là 7.800 nha anh ha. Rồi một bạn Lê Văn Tâm bình luận nè, thủ tướng vào cuộc thì dân mình không còn lúa để bán. Đúng rồi, thì bây giờ chỉ còn một số ít nào đó thôi chứ không có còn nhiều nữa nha. Rồi một bạn là Oanh Ni Danh nè, bình luận nè, ra tay cho thương lái kiếm thêm lời, còn lúa đâu mà nhân dân bán nữa. Nói chung thì nãy giờ em thấy những bình luận như thế này là nó rất là nhiều nha anh chị ha. Rồi tiếp tục là em bình luận là anh Nguyễn Trung Thương nè, 5177 ha, anh bình luận là Đài Thơm 8 Càng Long Trà Vinh mùng 3 này cắt hiện tại là 8.300, vậy là ở Trà Vinh thì giá lúa nó cũng khá là ổn ha, so với những cái tỉnh khác nha anh chị. Rồi Nguyễn Thị Ngọc Thúy nè, 1439 ha, là Phương Bình Hậu Giang là 8.000 lối mùng 5 này cắt Đài Thơm 8. Rồi cảm ơn bạn luôn nha. Rồi bạn Phạm Trần 1362 nè, lúa mình vừa bán Đài Thơm 8 là 7.000, 10 tay này cắt mình ở An Giang. Rồi một bạn ở Long An cập nhật nè, cho em hỏi là giá lúa OM18. Rồi anh chị nào ở khu vực Long An thì cập nhật lên cho em nha. Rồi Hoàng Nguyễn 77 7878 nè, đầu vụ nhìn cuối vụ vào mua cho dân coi. Rồi tiếp tục là Trần Minh Thiện 6763 ha, lúa ở Củ Chi sao rẻ vậy anh, lái mua có 6.600 một ký, hàng vậy là lái nó ép giá nha bạn ha. Hiện tại bây giờ là giá nó phải nằm tầm từ 7.800 cho đến 8.000, bạn bị mấy ông Củ Chi mấy ông ép giá rồi đó. Nói chung là vậy như này. Nhưng một bạn Mai Vàng Hữu Nhân Vlog nè, 5832 này, bạn bình luận nè, ở Trà Vinh Càng Long hiện tại là 8.000 một ký nha. Rồi có bạn là bình luận cái lúa tròn mà 202 nè, còn nãy có một bạn bên Long An hỏi nè là cập nhật giá là 8.000 ha, bạn Ngọc Hân bình luận nha. Rồi tiếp tục là bạn Lương Dân 154 là OM380 giá bao nhiêu, vậy mình ở An Giang. Rồi chút xíu nữa có câu hỏi thì em trả lời cho anh luôn nha. Còn không có thì những anh chị nào ở An Giang cập nhật giúp em lúa OM380 nha. Rồi cuộc sống miền quê vậy nè, 937 nè, Dòng Viền Kiên Giang OM18 và Đại Thơm 8 Jasmine là 8.000, ST 25 là 8.100, 25 tháng 3 này cắt. Rồi cảm ơn anh luôn nha. Rồi anh Lối Nguyễn là Hậu Giang Đại Thơm 8 là 8.000. Rồi một bạn này bình luận nè, thì doanh nghiệp mua lúa rẻ của nông dân rồi lên giá thì doanh nghiệp hưởng, nông dân bán muốn hết rồi.
bạn bình luận vô cùng chính xác nha. Tại vì á, hồi sáng này em có chạy em đi quay mấy cái đám lúa để em coi cái tình hình lúa ở cái khu vực em sao, nhưng mà em thấy là người dân là thu hoạch cũng khoảng đâu là tầm 65% rồi nha anh chị ha, còn khoảng đâu là 35% nữa là chưa có phóng thôi đó. Thành ra bây giờ mà thủ tướng thì vào cuộc thì nói chung thì cũng mừng đó, tại vì lúa lên mà anh chị, có những anh chị nào mà chưa bán được á thì ví dụ như lúa xanh xanh đi bây giờ bán thì lúa cao thì cũng mừng cho những anh chị đó. Rồi những anh chị trước đó thì bán, có người bán 6.000 mấy cũng có, rồi 7.000 mấy cũng có. Chỉ thấy là cái khu vực Tiền Giang em có ra một cái video short ngắn đó là giá lúa cao lắm, khoảng từ 7.900 cho trở lên không nha anh chị ha. Nhưng mà qua đó thì cái phân khúc ở cái khu vực tỉnh Tiền Giang thì nó khá cao so hơn những cái tỉnh khác. Rồi bạn Cúc 9953 ha, OM18 Châu Thành Trà Vinh bao nhiêu tiền vậy anh? Đó thì em sẽ thấy thì em sẽ cập nhật ha. Rồi này có một bạn cập nhật nè, OM18 luôn nè, OM18 cộng 3 ngày rồi giá 8.000, mùng 3 này cắt. Mình ở Đồng Tháp thì ở Trà Vinh với Đồng Tháp á, thì mình không biết sao có giá có chênh lệch hay không, nhưng mà ở Đồng Tháp là 8.000 nè, còn ở Trà Vinh thì chắc chắn thì cũng tầm tầm đó nha bạn ha. Rồi tiếp tục là bạn Thơm Nguyễn nè, hôm nay mới cọc đài Thơm 8 là 7.800. Cháu chở Châu Thành An Giang rồi ok nha. Rồi bạn Yên Phạm bình luận nè, giá là đài Thơm 8 là 8.200 ở Sóc Trăng Thạnh Trị. Rồi cảm ơn bạn luôn. Rồi bạn user 3K là mình ở Hậu Giang, lúa thu hoạch là 80% rồi. Ok bạn ha, vậy là ở Hậu Giang là thu hoạch muốn hết lúa là bây giờ lúa nó mới tăng. Rồi hên quá, chỗ tôi đông xuân mới được 50 ngày. Rồi để mình coi ha, tới đó lúa tuột sâu. Ok bạn, cái này cũng hên xui nha. Rồi bạn Thanh Phạm là Kiến Tường Long An, OM18 bao nhiêu anh? OM18 hồi nãy cập nhật là giá 8.000 nha, ở khu vực Trà Vinh á. Rồi bạn là 2429 nha, sao lúa ở xã Vĩnh Phú Dòng Viền có 7.800. Thì cái này do mấy anh lái thôi, bây giờ mấy anh lái ảnh ép giá lắm, mà động chạm tới mấy ảnh khịa này mấy ảnh khịa kia. Như mình ở đây thì mình làm YouTube nha anh chị ha, thì mình cũng cập nhật giá cho cô chú anh chị biết được cái thông tin từ tỉnh này qua tới tỉnh kia luôn nha. Nó mà mấy ảnh cũng vô khịa nữa, mà khịa thì khịa mình cũng quất nốt hết à, mình cũng không có ngán gì mấy ảnh đâu, kiểu vậy. Rồi bạn user 8B bình luận nè, mới lấy cọc là đài Thơm 8 là 4.3 thì cắt nè, là giá 8.000, mình ở tỉnh An Giang, huyện An Phú. Rồi cảm ơn bạn nha. Rồi một bạn là Quỳnh Thị Diệu nè, 6829, hay chúc em nhiều sức khỏe thành công cho cuộc sống. Rồi em cảm ơn chị Diệu nha, chúc chị sức khỏe luôn. Rồi bạn Bảo Lộc ha, 8444 cho mình hỏi Củ Long lúa là 5555 giá sao ạ? Thì hôm qua nay mình chưa thấy được cái lúa này luôn nha bạn ha. Để chiều nay thì mình cập nhật ở bên kênh phụ của mình là kênh Nhà Đất Media đó, thì mình cũng đang làm lúa đó, thì mình sẽ cập nhật cho anh chị về cái giá lúa mà thị trường mà tăng những nhà nước của mình đó đang niêm yết nha anh chị ha. Thì cái giá này thì nó sẽ chênh lệch nha, nhưng mà em cũng sẽ cập nhật về cái giá mà như thế này cho anh chị trên kênh đó luôn. Rồi đã Tân Trụ nè, Long An nè, nàng qua là 8.000, còn đài Thơm 8 là 8.200. Rồi ok bạn nha. Rồi tiếp tục là bạn Phạm Thanh Tiến 1645, nàng qua 9.000, ở Long An là 8.100, 9 cần hả? Nàng qua 9 cần. Nàng qua 9 cần được cần là giá 8.100 ở Long An. Bạn này bạn bình luận mình đọc không rõ nha anh chị. Rồi Hồ Lê Bảo Huy 922, mình ở chợ mới An Giang mới lấy cọc là 8.200, mình chưa có bán là lúa là đài Thơm 8. Tiếp tục là bạn Chinh Chinh 2261 nha, đài Thơm 8 Sóc Trăng là 8.500 rồi nhé bạn. Bạn bình luận là 2 tiếng trước luôn nha anh chị ha. Nó ở đây là mình cập nhật mới nhất luôn á. Rồi tiếp tục là bạn User 2G nè, lúa OM18 ở Châu Thành. Ở Châu Thành Tây Ninh là 28 này cắt là 7.300, này là thấp hơn mấy tỉnh kia nha. Xin số điện thoại lái coi, tôi cũng Gò Chai có 7.200 nè. Rồi anh chị nào ở gần thì anh chị cứ kết hợp anh chị bỏ số điện thoại lái lên nha, để cho những anh chị là kiểu như là bán được cái giá cao một chút. Rồi Lê Linh nè, 470 nè, Châu Thành An Giang OM18 là 7.900. Hồi nãy có anh chị nào ở An Giang hỏi OM18 là giá nhiêu đó, cập nhật cho anh chị luôn ha, là giá là 7.900 nha.
Rồi tiếp tục là Châu Thành An Giang nè, nó kêu có 7.800, Đài Thơm 8 chưa lấy cọc nè. Nó một anh là lấy 7.900 rồi nha, còn anh là 7.800 là bị ép giá hết 100 đồng rồi. Nó ép giá mà bị 100 đồng ký rồi, anh chị thấy không? Đó, nguyên một cái cánh đồng luôn mà giảm được 100 đồng hay là ăn được biết nhiêu tiền. Nói mà nói mấy ảnh ép giá mấy ảnh không có thì đây là cái bằng chứng nha, rất là thiết thực luôn. Rồi tiếp tục. Rồi bạn Võ Khải là 7872 nói nè, thủ tướng chính phủ năm nào cũng ra tay nhưng gần cuối vụ. Rồi thủ tướng làm vậy để nuôi doanh nghiệp chứ bạn, doanh nghiệp mới nuôi chủ chứ nông dân không có nuôi chủ. Ôi tùm lum. Nói chung á là bây giờ thì nhà nước thì lên như vậy thì mình cũng mừng, tại vì sẽ có những anh chị nào mà chưa có gặt lúa đó thì mong rằng cái giá thì nó sẽ nằm từ 8.000 trở lên cho bà con mình bớt khổ nha anh chị ha. Rồi em xem tiếp tục coi. Có một anh là Nguyễn Thanh Tùng, anh nói nè, lúa tôi mới trổ chắc thơm kèo nha. Cái này là hên xui nha anh Nguyễn Thanh Tùng. Rồi hôm nay em cũng cập nhật video mới nhất về cái giá lúa cho anh chị cùng nắm nha. Mới cập nhật này khoảng đâu là 2-3 tiếng đồng hồ thôi chứ không có cập nhật nhiều đâu. Bởi vậy cái giá lúa nó tương đối là nó chính xác đó anh chị. Tương đối ở đây em nói là nó tương đối thôi. Còn về cái giá niêm yết chiều nay em sẽ quay video ở bên kênh là Nhà Đất Media đó. Rồi em kênh phủ em đó, em cập nhật thêm cho anh chị về cái giá lúa niêm yết nha. Tại vì bữa giờ cũng có nhiều anh chị hỏi đó. Rồi em cũng xin được mến chào nha.